Thưa quý vị, ngay trong tuần vừa qua, thì những ngôi nhà tái thiết sau hoàn lưu bão số 3 đầu tiên đã được trao cho bà con vùng lũ. Song song với đó, thì chiến dịch xóa nhà tạm, nhà rột nát cũng đã và đang khởi động tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Quyết tâm chính trị cao nhất cùng với sự đồng thuận từ người dân là những điểm tựa vững chắc để Lào Cai sớm cán đích chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo vào giữa năm 2025 như mục tiêu đã đề ra. Được hỗ trợ 50 triệu đồng để xóa nhà tạm, gia đình ông Giàng Tờ Bình có thêm động lực quyết tâm làm căn nhà mới khang trang hơn để không còn nỗi lo lắng mỗi khi trời mưa gió. Nhà nước hỗ trợ gia đình tôi 50 triệu thì mình là vay thêm 50 triệu nữa làm cái nhà cho cái con. Từ đầu năm đến nay đã có 2.670 mái ấm như thế được khởi công theo chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát. Hiện nhiều địa phương đang ra quân thi đua xóa nhà tạm, nhà rột nát, hướng tới mục tiêu xóa toàn bộ hơn 8.200 nhà tạm vào giữa năm sau. Như tại Sapa, sau đợt cao điểm 45 ngày đêm xóa nhà tạm, nhà rột nát vào tháng 7 năm nay, đã có 37 trên 51 nhà thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 1719 được bàn giao. 17 nhà còn lại sẽ bàn giao trước ngày 30 tháng 10 này. Ngoài ra, 40 nhà trong tổng số gần 400 nhà thực hiện theo nghị quyết số 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ làm nhà cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng đã được khởi công. Đối với Sapa, qua rà soát chúng tôi sẽ thực hiện tái thiết, sắp xếp, xóa nhà tạm và rột nát đối với khoảng hơn 400 hộ. Thì Sapa đặt mục tiêu nhanh hơn. Chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện trước 31 tháng 12 năm 2024. Thời gian trong năm 2025 là phải dành thời gian cho những cái việc quan trọng của Đại hội Đảng các cấp. Tại cuộc họp ngày 18 tháng 10 vừa qua, Ban chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà rột nát và hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng của bão số 3 tỉnh Lào Cai yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc. Phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 tới sẽ hoàn thành làm mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Và đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà rột nát. Với quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đang đồng lòng chung sức để triển khai thực hiện. Coi đây là phần việc ý nghĩa về an sinh xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Khối lượng công việc thì nhiều, thời gian thì ngắn, nguồn lực cũng nhiều, rất khó khăn, nhưng mà phải quyết tâm cao nhất. Đầu tiên là người đứng đầu cấp ủy, đồng chí bí thư các huyện, đồng chí bí thư các xã phải chịu trách nhiệm về cái việc này. Cùng với phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025, việc Lào Cai đưa ra những mốc thời gian rất ngắn để hoàn thành hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng bão số 3 và xóa nhà tạm, nhà rột nát đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và cộng đồng nhằm huy động sự vào cuộc của toàn xã hội, hỗ trợ giúp đỡ hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.